Tổng hợp những cách giải bùa ngải tại nhà hiệu quả. Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức, nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi. Bùa ngải là một trong những phạm trù rất linh thiêng, nó có thể đem lại cho con người ta nhiều điều tốt lành. Song, cũng không ít nhiều tai ương, và điều mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy nhất khi bị trúng bùa đó chính là ảnh hưởng về sức khỏe. Vậy cách giải bùa ngải tại nhà như thế nào là điều mà rất nhiều người đặt ra. Thực tế có rất nhiều cách khác nhau và tùy từng mức độ trúng bùa mà bạn lựa chọn cách giải cho phù hợp. 1. Biểu hiện khi bị trúng bùa ngải. Để tìm được cách giải bùa ngải tại nhà hiệu quả nhất thì trước tiên bạn cần phải nắm được những biểu hiện của người bị trúng bùa ngải. Vậy, biểu hiện của người trúng bùa ngải là gì? Các bạn có thể dựa vào một số đặc điểm như sau. 1.1 Tâm tính thay đổi thất thường. Dấu hiệu đầu tiên mà bạn nhận thấy khi người bị trúng bùa đó chính là tâm tính thay đổi thường xuyên. Cụ thể như họ rất hay giận hờn không có lý do, nhiều lúc vô cùng nóng nảy không thể kiểm soát được những hành vi của mình. Đặc biệt, họ thỉnh thoảng lên cơn co giật mà bác sĩ cũng không thể tìm ra được nguyên nhân. Nếu là vợ chồng với nhau mà ông chồng bị gái bỏ bùa thì sẽ có biểu hiện rất lạ khác hẳn ngày thường. Anh ta không còn yêu thương con cái như trước đây, luôn tìm cách ra ngoài, thậm chí đánh đập vợ dã man và thường xuyên suy nghĩ tiêu cực. 1.2 Sắc mặt của người bị trúng bùa. Nếu biết người đó có trúng bùa hay không, bạn có thể dựa vào sắc mặt của họ. Nếu bình thường sắc mặt họ hồng hào, tươi tắn, đột nhiên xám xịt như màu trò thì rất có thể họ trúng tà. Ngoài ra, ánh mắt của họ luôn nhìn xa xăm và vô hồn, giống như bị một ai đó điều khiển. Ngoài ra còn một số biểu hiện như nhu cầu tình dục cao, sợ ra ánh sáng, chỉ thích những nơi tối tăm, làm ăn ngày càng sa sút. Đó chính là những dấu hiệu khi bị trúng bùa ngải. Những lúc này cần phải tìm đến cách giải bùa nhanh chóng nhất. 2. Cách giải bùa ngải tại nhà hiệu quả. Thực tế cho thấy khi bị trúng bùa ngải tùy từng mức độ mùa mà sẽ có những cách giải bùa khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản mọi người có thể lựa chọn những phương pháp giải bùa sau đây. 2.1 Sử dụng trứng gà luộc. Phương pháp đầu tiên mọi người có thể lựa chọn trong cách giải bùa ngải tại nhà đó chính là sử dụng trứng gà luộc. Đây là phương pháp đơn giản và đem lại hiệu quả giải ngải tốt nhất. Các bạn có thể sử dụng như sau: luộc trứng gà và lăn trên toàn bộ cơ thể nhiều lần để loại bỏ tà khí. Sau đó bạn tiến hành bẻ đôi trứng gà ra xem chúng có đổi màu hay không. Trường hợp trứng không đổi màu nghĩa là bạn đã áp dụng cách giải bùa ngải tại nhà thành công. Tuy nhiên, trứng gà sau khi sử dụng để giải bùa bạn nhất định phải bỏ đi, không được cho người hoặc động vật ăn. 2.2 Sử dụng một số loại cây đặc trị bùa yêu. Ngoài cách giải bùa tại nhà sử dụng trứng gà luộc thì bạn có thể lựa chọn một số loại cây đặc trị khác nhau như tỏi, cây thạch xương rộng hay hồng hoàng. Những loại cây này có thể kết hợp với nhau để loại bỏ bùa ngải. Cách sử dụng như sau: bạn cho cả ba vị thuốc đó vào nước để uống. Sau đó bạn sẽ đi tiểu ra những loại trùng độc của bùa ngải và dần dần độc sẽ hết. Để mua ba vị thuốc này khá đơn giản, bạn có thể mua ở các hiệu thuốc đông y. 2.3 Giữ tinh thần thoải mái. Một trong những cách bạn có thể lựa chọn trong cách giải bùa yêu tại nhà đó chính là giữ cho tinh thần thoải mái bằng cách ngồi thiền hay tập dưỡng sinh. Khi có tinh thần thoải mái thì đầu óc sẽ luôn được khơi thông và não bộ luôn có được sự tỉnh táo nhất. Tuy nhiên, bạn nên luyện tập hàng ngày để có thể hạn chế tối đa những tác hại mà bùa ngải gây ra. Nếu bạn sử dụng những cách giải bùa tại nhà như nêu trên chưa thành công thì hãy tìm đến với những thầy bùa cao tay để thầy sẽ giúp các bạn hóa giải bùa nhanh chóng nhất. Một trong những thầy bùa được nhiều người lựa chọn tin tưởng đó chính là thầy bùa Bá Vi. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luyện bùa và hóa giải bùa sẽ luôn mang đến hiệu quả tốt nhất trong cách giải bùa ngải tại nhà. Thầy có thể giải được các loại bùa ngải khác nhau, vì vậy, mọi người có thể hoàn toàn an tâm khi lựa chọn thầy. Với những thông tin nêu trên, hy vọng giúp cho các bạn nắm được những cách giải bùa ngải tại nhà hiệu quả nhất. Nếu không thành công thì hãy đến ngay với thầy Bá Vi. Thầy là một trong những thầy bùa cao tay giúp bạn giải bùa một cách nhanh chóng nhất. Mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy Bá Vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy Bá Vi giúp đỡ thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích,
Anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. Anh chị cần liên hệ thầy Bá Vi để giải đáp các thắc về bùa ngải thì liên hệ trực tiếp thầy bằng cách nhắn tin vào điện thoại hoặc qua Zalo, Facebook 0918334190. Anh chị nhớ like và đăng ký kênh để xem nhiều hơn video từ thầy Bá Vi về bùa ngải nhé.